Xin chào mọi người. Thì từ bữa giờ do dịch giả đồ nhiều quá cho nên là tôi cũng không thể nào mà ra được các video để cho mọi người xem. Thì hiện tại tôi đang ở trong ở nhà ở trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện tại mà nói thì cũng đang là ở trung tâm dịch và cũng đang thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ nhà nước. Thì ở đây tình hình bây giờ cũng rất là căng thẳng. Không có được đi ra ngoài cũng như là các biện pháp mà chỉ thị 16 á, ở đây đang rất là nghiêm ngặt. Nếu mà ai ra ngoài mà không có lý do hoặc là không có giấy phép đồ rõ ràng á, thì sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu. Cho nên là hoàn toàn á, là ở đây rất là vắng, hầu như là không có ai ra đường, chỉ có những người nào mà có giấy phép hay là ra ngoài để mà mua lương thực thực phẩm gì đó thì mới được ra ngoài thôi. Đó. Cho nên là tình hình dịch bây giờ mình cảm thấy rất là căng thẳng luôn mọi người. Mình còn nhớ cách đây hơn 2 tháng về trước, nói chung là lúc cái thời điểm mà còn lễ á, 30/4/1 năm á, thì lúc đó hầu như là dịch nó rất là ít và chúng ta có thể là hoàn toàn kiểm soát. Nhưng sau cái ngày lễ trở đi á, thì không biết làm sao mà dịch bệnh cái con virus SARS-2 này càng ngày nó càng lây lan là một cách là khủng hoảng, một cách là nhanh chóng luôn, khủng bố luôn. Cho nên là bây giờ hiện tại ở Sài Gòn cũng như là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đó là đang cách ly cũng như là đấu tranh kịch liệt luôn để giảm thiểu cái ca nhiễm xuống. Nhưng mà mình thấy là hầu như là nó không có giảm nhưng mà nó càng ngày càng tăng lên. Một ngày như là mấy ngàn ca nhiễm, mấy ngàn ca nhiễm luôn. Mà đặc biệt là ở Sài Gòn ca nhiễm là nó nhiều nhất luôn. Và cái số lượng tử vong á, so với thế giới thì nó chẳng đáng bao nhiêu cả, nhưng mà càng có nhiều ca nhiễm thì cái tỷ lệ tử vong nó càng nhiều, cho nên là mình cũng rất là lo sợ cho mình cũng như là cho tất cả mọi người. Đó. Thì hiện tại thì mình đã cách ly cho đến hôm nay là ngày 27 tháng 7 rồi. Thì theo cái chỉ thị này đến một tây tháng 8 là hết, là xong cái 14 ngày đó. Đó. Nói thực chất là 14 ngày chứ từ bữa giờ nó ra mấy cái chỉ thị rồi mọi người. Mình cách ly từ bữa giờ như là gần cái tháng nay rồi đó. Thì còn khoảng một tuần nữa là hết cái chỉ thị này, không biết làm sao nhưng mà thấy cái tình hình ca nhiễm này nó quá nhiều. Và mình sợ là sau khi mà cái chỉ thị này nó hết hạn á, thì có nguy cơ á, là sẽ gia hạn thêm nữa. Đó. Mà ở nhà nó rất là tuy là nó an toàn nhưng mà nó rất là cực kỳ khó chịu mọi người. Đó. Tại vì ở nhà tối ngày đang ăn mì gói với lại cơm với lại nói chung mà những cái món ăn nó ngán quá, bắt buộc phải ăn thôi. Còn nếu ra ngoài mình có thể lựa chọn được nhiều món ăn, nếu quán xá người ta mở ra rồi lựa chọn nhiều món ăn mà giờ dịch bệnh rồi, nói chung là không không ai muốn thì phải chịu thôi. Thì sắp tới đây mình cũng mong là mọi người thực hiện là tốt cái chỉ thị 16 cũng như là có ý thức một chút để cho cái ca nhiễm nó giảm xuống, để cho cái dịch bệnh này nó tiêu tan đi, để cho cuộc sống nó trở lại bình thường. Thì kênh YouTube của mình á, thì trong thời gian trước là có tham gia vào Network Điền Quân, thì hôm nay là Network Điền Quân có gửi cho mình một cái hộp quà, thì hôm nay mình review cho mọi người xem cái hộp quà này là coi nó có cái gì trong đây. Thì đây là mọi người. Đó. Thì cái này thì nó có tên là Bed Bed Twin, thì cũng khá là nặng đại đó. Nhưng mà không biết là ở bên bên trong nó là có cái gì. Đó. Thì mình bây giờ sẽ khui cái hộp quà này ra. Thì rất là nhiều kênh YouTube có tham gia vào Network Điền Quân, nhưng mà mình nghĩ những cái hộp quà này là chỉ dành cho những YouTuber nào mà đang ở trong vùng dịch mà thôi. Và những YouTuber
bên khác không nằm ở trong vùng dịch ở nước ngoài thì mình nghĩ là chắc không có đâu. Đây mọi người thấy chữ Điền Quân không? Thì Stay An Thông. Không biết bên trong này có cái gì, cứ mở ra xem thử rồi biết. Mình bắt đầu mình khui ra đây mọi người. Wow. Thì mở cái hộp quà của Điền Quân ra thì có cái có cái này nè mọi người. Có cái có cái biển là chung tay chống Covid. Nó rất là thú vị mọi người. Đó. Thì trong cái biển này nó có ghi tâm thư là kính gửi quý đối tác, là trước bối cảnh dịch bệnh hiện tại ai cũng sẽ gặp một số khó khăn nhất định. Chúng tôi tin rằng những thử thách này chỉ là tạm thời, và nếu cố gắng vượt qua được, cuộc sống này sẽ càng thêm rực rỡ. Nhằm đồng hành cùng quý đối tác, Điền Quân Network xin gửi tặng hộp quà nhỏ này như một món quà tinh thần. Xin kính chúc quý đối tác thật nhiều sức khỏe, sự lạc quan và vững vàng để cùng nhau vượt qua mùa dịch. Hãy để những gia vị này giúp cuộc sống thêm tích cực, ngon miệng và hạnh phúc hơn mọi người nhé. Ok, Điền Quân gửi cái tờ tâm tư này thì mình cũng xin chấp nhận và cảm ơn rất là nhiều. Thì nói chung là một cái tinh thần rất là, tuy nó không lớn nhưng mà nó rất là có ý nghĩa. Để mình selfie lại một tấm. Thì mình không phải là nhiếp ảnh gia nhưng mà mình cũng selfie đồ cũng hơi bị nhiều. Đó. Đó. Thì bây giờ mình lấy cái tấm này ra. Còn bây giờ mình sẽ ở đây là nó có một cái miếng chống sốc. Đây là nó sẽ có những cái miếng chống sốc. Và đây là mì ăn liền hải sản. Bình tôi đếm được bao nhiêu gói nha. Một gói. Hai gói. Bốn gói. Sáu gói. Tổng cộng tất cả là 15 gói mì ăn liền hải sản mọi người. Thì mì này mình cũng ở đây mình cũng không có thấy bán, hoặc là mình cũng không để ý. Nói chung mì này mình có chưa ăn bao giờ. Thì ngoài ra thì nó có chai một chai tương ớt và một chai nước mắm. Nước mắm này là nước mắm Phú Quốc. Tiếp theo là cái gì nữa đây? Tiếp theo là dầu hào ông Mào. Thì chai dầu hào nè, mình nghĩ cái này giống nước tương quá. Còn đây là cái gì đây? Đây là nước tương Coloman. Thì cái ông Coloman này là cũng ship của trong Điền Quân. Nhìn cái chú Coloma này cũng rất là ấn tượng, cũng làm kênh YouTube cũng có nhiều video cũng rất là hài hước, rất là thú vị. Thì chai này chai nước tương, vậy chai này chai dầu hào. Trung bình cũng ít nấu nướng nhưng cũng không rành. Thì tất cả là có 15 gói mì gói, một chai tương ớt, một chai dầu hào, một chai nước mắm và một chai nước tương. Chai nước tương này, nói chung là những thứ này
ở đây bình ở nông thôn nên cũng không có dùng mấy loại này. Loại này chắc trong siêu thị có bán. Bây giờ coi như là xong rồi đó, một thùng quà này cũng có ý nghĩa. Tuy là gia đình của Bình đã chuẩn bị rồi, mì gói, gia vị, đồ ăn thức uống đồ đầy đủ rồi, nhưng mà có được cái hộp quà này cũng rất là vui, cũng rất là ý nghĩa. Và đặc biệt là cái tờ giấy này nè, điều ý nghĩa nhất là cái tờ giấy này nè, chung tay chống Covid. Thì tuy là vào network là bây giờ vào network là cũng được thời gian ngắn rồi, nhưng mình cảm thấy vô network cũng rất là vui mọi người, và nó cũng có một số ý nghĩa là vào network người ta sẽ bảo vệ kênh cho mình, với lại giúp cho kênh mình phát triển, cũng như là cũng có nhiều cái hoạt động từ network Việt Quân. Thì mình review cái sản phẩm của cái này thì sẽ đăng lên cái kênh vlog. Mỗi kênh vlog của mình thì chưa có vào network, thì sắp tới đây mình cũng sẽ đưa cái kênh này vào network luôn. Thì hiện tại kênh này chưa có đủ điều kiện để bật kiếm tiền, cho nên là không thể vào được. Mà sắp tới đây bật kiếm tiền rồi mình sẽ đưa cái kênh này vô luôn. Thì còn khoảng mấy ngày nữa là hết chỉ thị, cũng mong là sẽ được đi ra ngoài, cũng như là dịch bệnh nó giảm bớt. Nó chỉ mong như vậy thôi. Thì mình cũng cầu mong tất cả mọi người ở trên thế giới này, kể cả Việt Nam và kể cả các quốc gia khác, tất cả mọi người đều được bình an, suôn sẻ, cũng như là đẩy lùi dịch bệnh. Dịch bệnh sẽ tiêu tan và mọi người sẽ có một cuộc sống ấm no hạnh phúc trở lại. Thì ngoài ra mình cũng xin cảm ơn Network Điện Vương đã gửi cái hộp quà này đến cho mình. Thì sắp tới đây mình sẽ cố gắng ra nhiều cái video, cũng như là cái cuộc sống trong những cái thời gian sắp tới đây. Đặc biệt là sẽ cố gắng ra một số video trong mùa dịch này. Thì mình cũng nghĩ là mùa dịch này cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất thời này là nó sẽ không có hết liền được đâu. Thì nói vậy thôi. Thì trong cái thời gian này nếu mà không ra ngoài được thì mình cũng sẽ có cái gì đó thú vị ở nhà, mình cũng sẽ làm một clip để chia sẻ ra cuộc sống bên ngoài cho mọi người xem, để cho cái mùa dịch này chúng ta không chỉ ở nhà mà chúng ta còn có những cái ý nghĩa cùng với nhau. Mình xin chúc mọi người có một ngày mới thật là an lành, bình an và phòng chống dịch bệnh thật tốt. Xin chào mọi người.